Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh YouTube Khuôn Chậu Cảnh Công CNC. Ngày hôm nay chúng tôi muốn gửi đến các bạn đoạn clip đổ thử khuôn chậu lục giác 70 chân liền có họa tiết thuyền buồm và song mã. Cùng chúng tôi trải nghiệm quá trình đổ thử mẫu khuôn chậu độc đáo này, quý vị nhé! Sau quá trình giáp khuôn, chúng ta sẽ tiến hành phun hoặc quét nhớt thải vào lòng trong và vỏ ngoài của khuôn chậu, nơi tiếp sức trực tiếp với bê tông, giúp chống dính khuôn khi thi công. Và quý vị chỉ cần phun một lớp nhớt mỏng chống dính là được. Nếu dùng cọ để quét nhớt thì quý vị sẽ phải chấm bỏ nhớt đọng trên hoa văn để khi tạo thành, hoa văn sẽ trở nên sắc nét hơn. Với sản phẩm khuôn chậu lục giác 70 chân liền này sẽ bao gồm 6 tấm vỏ ngoài, 6 tấm lòng trong chậu, 6 tấm lòng trong đôn, 1 tấm đáy ngoài, 1 tấm úp đáy lòng trong, chốt nhựa và ốp sắt có kèm dự phòng. Sau đó ta ráp tấm đáy và vỏ ngoài lại với nhau. Trộn hồi theo tỷ lệ 1 xi, 1,5 cát, 1,5 đá mi, pha loãng. Chúng ta sẽ đổ hồ vào đầy phần chân chậu. Sau đó dùng búa cao su gõ đều xung quanh, rồi ráp vỏ ngoài và lòng trong lại với nhau. Sử dụng nhiều bao cát sẽ giúp chậu cảnh hạn chế trồi lòng trong hiệu quả. Quý vị sẽ tiến hành đổ chậu tương tự như các mẫu khuôn chậu cảnh ABS đổ miệng khác. Với khách hàng thích sử dụng mẫu chậu cảnh có đôn kỳ đi kèm thì có thể sử dụng mẫu lục giác 70 chân liền này vì có giá thành rẻ. Đồng thời, sản phẩm có thiết kế đẹp và khá ấn tượng. Và đây cũng là mẫu đang nhận được nhiều sự quan tâm từ phía khách hàng kể từ lúc mở bán. Mặc dù với kích thước khá lớn, 70cm, nhưng trong quá trình đổ chậu, hồ hầu như không bị tràn ra ngoài tại đường rãnh của các mảnh ghép, giúp quá trình đổ chậu cảnh trở nên dễ dàng, cho thấy các mảnh ghép khá phẳng và kín. Đây là sản phẩm được làm từ nhựa ABS dày dặn, chắc chắn hàng Việt Nam, và quý vị có thể yên tâm sử dụng sản phẩm này với thời gian dài mà không sợ các mảnh ghép bị biến dạng hay cong vênh theo thời gian. Để được tư vấn và hỗ trợ về sản phẩm, quý khách hàng có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua số điện thoại hotline 19008686 48 hoặc 0395234789. Hoặc quý khách hàng có thể ghé xưởng sản xuất của chúng tôi tại 59 Dương Công Khi, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh để xem các sản phẩm thực tế. Sau 15 đến 20 phút, ta dùng búa cao su gõ đều xung quanh chậu và bổ sung hồ lần nữa. Sau 3 đến 4 giờ ta tiến hành tháo lòng trong và xử lý lại phần miệng chậu. Có nhiều cách tháo lòng trong của khuôn chậu cảnh. Riêng trong đoạn clip này, chúng tôi dùng máy thổi hơi tạo lực đẩy để tháo lòng trong, sau đó làm phẳng miệng chậu cảnh bằng bay. Nhờ vào thiết kế miệng bằng, do đó quá trình xử lý miệng chậu dễ dàng hơn so với các mẫu khuôn chậu được thiết kế theo kiểu miệng vát. Sau 30 phút cho vào chậu khoảng 1 tấc nước để bảo quản bê tông chậu cảnh. Sau 20 đến 24 giờ ta sẽ tiến hành tháo khuôn chậu. Đầu tiên quý vị sẽ tháo tấm đáy vỏ ngoài ra trước. Đây là mẫu khuôn chậu lục giác chân liền, lần đầu tiên được chúng tôi mở bán. Rất mong nhận được sự quan tâm từ phía khách hàng. Từ cung cấp các sản phẩm chất lượng cho đến dịch vụ mà chúng tôi mang lại. Quý vị dùng kiểm để tháo các chốt nhựa trên khuôn chậu, rồi dùng búa cao su gõ nhẹ vào phía dưới khuôn, theo hướng từ trong ra ngoài. Các mảnh ghép nối với nhau rất kín và khít nên sau khi đúc xong đường ba via mỏng và dễ xử lý. Quý vị dùng tấm xốp đủ lớn để tháo các mặt còn lại của chậu cảnh, sẽ giúp không bị bể hoặc vỡ hoa văn mà chúng ta đã tháo trước đó. Chậu thoát khuôn dễ dàng mà vẫn giữ nguyên được họa tiết nhỏ. Nói về họa tiết thuyền buồm, chúng ta có thể nghĩ ngay đến ý nghĩa thuận buồm xuôi gió, tượng trưng cho tài lộc và sự thành công.
Về họa tiết song mã, ngựa trong phong thủy được rất nhiều người ưa chuộng. Bởi lẽ, trong phong thủy, ngựa không chỉ là con vật trung thành nhất mà còn biểu trưng cho sự kiên nhẫn, bền bỉ và đem lại sự may mắn tiền tài cho gia chủ.